Vâng, xin chào các bác. Mình là Long đến từ Đà Nẵng. Hôm nay mình sẽ làm video clip giới thiệu cho các bác về cái cách cài đặt chung của chiếc camera hành trình A38 của hãng West Vision. Đây là chiếc camera hành trình màn hình cảm ứng nha các bác. Tất cả thao tác các bác đều có thể thực hiện trên màn hình này. Ok. Nhưng trước tiên mình sẽ giới thiệu sơ về chiếc camera hành trình này. Ở trên này có hai nút. Phía bên trái mình đây là nút nguồn nha các bác. Các bác có thể bật tắt nguồn ở đây, và bên tay phải là nút bấm có ổ khóa, ký hiệu ổ khóa. Đây là cái nút khóa video, khi nào các bác muốn khóa video thì các bác kích vào đây. Và trở lại màn hình thì trên màn hình này các bác kích vào cho mình nha, sẽ hiện ra một thanh menu, thanh công cụ như thế này. Đầu tiên đây là có một cái biểu tượng micro, là biểu tượng ghi âm nha các bác. Ví dụ các bác không muốn ghi âm, các bác kích vào đây cho mình, bác tắt ghi âm này. Ok. Một tiếp theo, cái biểu tượng hình mặt trời, đây là cái độ sáng nha các bác. Độ sáng các bác có thể tùy chỉnh tùy thích. A là tự động. 1 2 3 là độ sáng tốt nhất. Tiếp theo là loa. Thì các bác có thể điều chỉnh âm lượng, tăng giảm âm lượng của chiếc camera này. Ok, tiếp theo cái mục quay video, ví dụ video đang quay các bác có thể dừng quay video lại. Ok, ví dụ muốn tiếp tục quay các bác kích theo cho mình một cái nữa, play. Ok, tiếp theo các bác vào một cửa sổ phía dưới này, các bác kích vào đây cho mình nhé. Ok, có bốn mục DVR, Speed Cam, cài đặt và xem lại. Mình sẽ hướng dẫn cụ thể từng mục cho các bác nhé. Các bác vào mục DVR cho mình. Các thông số, độ phân giải, thì độ phân giải tùy theo cái độ phân giải của thẻ nhớ của mình. Ví dụ các bác 2K hoặc là Full HD thì các bác tùy chọn cho mình nhé. Ok, đây Full HD này. Tiếp theo chế độ ban đêm. Chế độ ban đêm này ví dụ các bác bật lên thì cái hình ảnh mà ghi lại của chiếc camera này sẽ tự động chuyển qua trắng đen, thì khi đó là màu sắc nó không có đẹp, thì các bác tắt cho mình nha. Ok. Thời gian video là thời gian video vòng lặp của các bác đấy. Ví dụ các bác để 1 phút, 3 phút hoặc là 5 phút tùy theo các bác nhé. Thì mình để 3 phút. Ok, cảm biến G là cảm biến rung đấy các bác. Các bác tắt cho mình nhé. Ví dụ các bác để cho nó thấp, trung bình hoặc là cao đi thì vẫn được thôi, nhưng mà khi đó thì những cái video video đó nó sẽ bị lock, bị khóa, thì lâu ngày sẽ bị đầy thẻ nhớ và sinh ra virus, sẽ bị lỗi cái thẻ nhớ đó, nên theo mình thì các bác tắt cho mình đi. Ok, sang mục tiếp theo nhé. Màn hình chờ là các bác để chế độ 10 giây hoặc là 30 giây hoặc là 1 phút, thì cái màn hình này nó sẽ tự động tắt, tự động ngủ, mà nhưng nó vẫn ghi hình nha các bác. Ví dụ như khi nó đang ngủ mà nó gặp biển báo tốc độ thì nó sẽ thức dậy và nó sẽ báo cho các bác. Mình thì tắt hẳn luôn để cho màn hình lúc nào cũng sáng hết, dễ theo dõi nha các bác. Tiếp theo là phát hiện chuyển động thì các bác tắt cho mình nha. Ví dụ như các bác bật thì khi có chuyển động ở trước đầu xe mình, nó video nó sẽ tự động ghi, và khi đó thì những cái thời gian mà cái thời gian video nó sẽ rất là ngắn, tầm khoảng 10 đến 15 giây, thì khi các bác muốn xem lại thì các bác tìm rất là vất vả, thì theo mình thì các bác tắt cho mình nhé. Ok, tiếp theo chế độ chống ngược sáng là VKFDR, là cái chế độ này nếu các bác tắt thì cái chống ngược sáng này nó mất tác dụng, thì khi đó chất lượng video của các bác sẽ rất là thấp, nên các bác bật cho mình nha. Ok, độ sắc nét thì độ sắc nét là độ sắc nét của video clip cho các bác. Ví dụ như các bác để kém thì cái chất lượng sắc nét của video nó sẽ rất là kém, thì mình để chế độ mạnh cho mình nha. Ok, sang một tiếp theo này, độ phơi sáng này các bác có thể điều chỉnh được. Ví dụ như các bác đi trên đường mà ví dụ như các bác thấy chói quá hoặc là sáng quá thì các bác có thể giảm độ sáng đi.
Ok. Hoặc là thiếu sáng thì các bác có thể tăng độ sáng lên cho mình. Ok. Thời gian trôi đi. Cái thời gian trôi đi thì cái đây là cái thời gian mà ghi hình đấy các bác. Ví dụ như trong một giây nó ghi được bao nhiêu hình. Ví dụ như đây là mình chọn chế độ một khung hình trên 10 giây thì trong 10 giây nó sẽ ghi được một khung hình. Thì cái này thì các bác tắt cho mình nhé. Ok. Tiếp theo một speed cam. Ok, đây là đầu tiên thì có cái mục AI âm thanh. AI âm thanh có nghĩa là khi các bác tắt đi á, là khi gặp biển báo nó sẽ không thông báo bằng giọng nói cho các bác, nên các bác để cho nó bật cho mình nhé. Ok. AI hiển thị nếu các bác tắt đi thì khi gặp biển báo tốc độ thì nó sẽ không hiển thị. Vậy các bác bật luôn cho mình nhé, là khi gặp biển báo nó sẽ báo cho các bác trên màn hình. Ok, âm thanh thì các bác bật cho mình nhé. Khoảng cách cảnh báo GPS. Khoảng cách cảnh báo GPS thì tùy thì các bác để chế độ tự động cho mình nhé. Có thể chọn 3 5 m hoặc 4 5 m, nhưng mà cái này nó rất là bất tiện vì tùy theo tốc độ của xe nữa. Thì các bác để tự động để nó GPS nó tự động nó tốc độ với xe nhé. Ok. Giới hạn vượt quá tốc độ. Nếu các bác tắt thì nó sẽ khi vượt quá tốc độ nó sẽ cảnh báo cho các bác nên để 1 cộng 1 km/h cho mình nha. Khi vượt quá tốc độ 1 km/h nó sẽ báo bằng âm thanh cho các bác. Ok. Tốc độ tối đa ví dụ như các bác cài đặt 60 km/h hoặc là 70 km/h thì khi vượt quá tốc độ này thì nó sẽ báo cho các bác. Nhưng ví dụ như các bác đi vào khu đông dân cư mà tốc độ cho phép chỉ chạy được 50 thôi, nhưng mà các bác mặc định cài đặt là 70 thì nó sẽ không báo cho các bác. Vì vậy các bác để tắt cho mình nhé. Ok, hiệu chỉnh tốc độ GPS. Đây là hiệu chỉnh tốc độ giữa tốc độ của xe và tốc độ GPS. Ví dụ như tốc độ xe mình đang chạy là 60 km/h nhưng mà chiếc camera định hình nó chỉ báo là 59 km/h thì các bác để chế độ GPS cộng 1% cho mình nhé. Ok, khi đó thì tốc độ xe và tốc độ GPS sẽ là bằng nhau. Ok. Cảnh báo cơ sở dữ liệu các bác bật cho mình nhé. Ok. Đây, cơ sở dữ liệu của bác là phiên bản mới nhất rồi nhé, 2020. Ok. Mục tiếp theo cài đặt. Đầu tiên là wifi. Wifi là chế độ là các bác muốn xem lại video trên điện thoại thì các bác vào một cái wifi, một cái nối wifi với chiếc camera này, thì khi đó thì các bác có thể tải video hoặc là xem video trực tiếp trên điện thoại nha các bác. Mục thứ hai là máy ảnh trước. Cái này ưu tiên này hiển thị máy ảnh trước, có thể là máy ảnh sau, nhưng mà các bác để ưu tiên hiển thị máy ảnh trước cho mình nhé. Ok, phục mắc thì cái này là phục mắc thẻ nhớ của mình nhé. Ví dụ thẻ nhớ đầy thì có thể các bác kết vào đây, và phục mắc thẻ nhớ các bác sẽ chọn được có không. Ví dụ muốn phục mắc thẻ nhớ thì các bác chọn được có cho mình nhé. Ok. Biển số các bác có thể là lưu hiển thị biển số của xe mình trên video luôn, thì các bác có thể vào đây bật cái biển số cho mình, các bác chọn bấm biển số vào nha. Tiếp theo là hình mờ tốc độ các bác để cho nó bật cho mình nha. 60 hoặc 70 km/h, ví dụ như các bác chạy 60 km/h thì nó sẽ báo cho mình, còn các bác bật thì nó những đoạn đường chạy 50 thì nó vẫn báo nha. Ok. Cảm biến cử chỉ này thì ở phía dưới con camera này nó có một cái cảm biến cử chỉ đây đây các bác nhé. Nó có những chế độ sau: máy ảnh sau, chụp ảnh. Ví dụ các bác để chụp ảnh, các bác ok, các bác thoát ra cho mình. Khi đi trên đường các bác muốn chụp hình đúng không, các bác chỉ cần đưa cử chỉ qua này thì nó sẽ chụp hình cho mình, nó lưu lại tiếp tục chụp hình. Ok. Okay. Còn nếu như các bác không muốn chụp ảnh này, bác có thể chọn chế độ khác là khóa video.
Ok, tùy theo mục đích sử dụng của các bác nhé. Múi giờ thì Việt Nam mình là cộng 7 nha các bác. Ok, tiếng Việt thì có hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, các bác để tiếng Việt cho mình nhé. Cài đặt gốc, cài đặt gốc thì các bác có thể xem lại có khôi phục cài đặt gốc hay không, có hoặc không. Phiên bản firmware thì phiên bản mới nhất 2020 nha các bác. Ok, thoát ra đến mục thứ tư là xem lại. Các bác muốn xem lại video clip trên trực tiếp trên chiếc cam hành trình này thì các bác có thể kích vào đây, các bác có thể chọn video, các bác xem trực tiếp lần này. Rất là sắc nét đúng không các bác? Ok, nếu như các bác muốn xem video clip khác thì các bác có thể thoát ra, các bác có thể chọn được trên này rất là nhiều nhé. Ok, trên đây là những cái thông số cần phải cài đặt trên chiếc camera hành trình A38 của hãng West Vision. Mình đã hướng dẫn cụ thể cho các bác. Nếu các bác nào chưa hiểu hoặc có vấn đề gì thắc mắc thì có thể comment bên dưới video clip của mình để mình có thể trả lời giải đáp cho các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của mình. Cảm ơn rất là nhiều ạ.